Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Hiện tại con iPhone này của mình đang lắp SIM Intel và nó không vào được mạng nhé. Mặc dù là cái SIM Intel này thì mình cũng đã đăng ký cái gói cước để vào mạng rồi. Đây mình sẽ vào tin nhắn cho bạn coi này. Đây nhá, tin nhắn này, mình tra cứu gói cước này. Thì hiện tại mình đang sử dụng gói may này. Và ở đây cái dung lượng mình vẫn có thể là vào mạng được là vẫn còn 3069 MB nữa trong ngày hôm nay. Đó, ở đây thì mình cũng đã bật cái dữ liệu di động lên rồi nhá. Và khi mà mình vào xem YouTube này thì nó báo là bạn đang ngoại tuyến này. Rồi mình vào mạng nhá, vào trình duyệt Sapphire này. Thì nó cũng báo là Safari không thể mở trang này vì iPhone của bạn không được kết nối vào Internet này. Đây mình sử dụng cái SIM Intel này. Rồi, bây giờ thì mình thử khắc phục cái lỗi này. Trước tiên là các bạn nên khởi động lại iPhone cho mình để xem có được hay không nhá. Rồi mình sẽ bật lại iPhone này. Ok, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử vào mạng coi sao này. Đây các bạn để ý nè, vẫn không được nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ thử đặt lại, cài đặt cho mình nhá. Các bạn vào cho mình là cài đặt này. Các bạn vào cho mình cái mục là cài đặt chung này. Các bạn vào cho mình cái mục là ở đây là mình vẫn đang chạy cái phiên bản iOS là 12.2 nhá. Thế nên là nó sẽ vẫn có cái mục là đặt lại này. Sau đó các bạn bấm cho mình là đặt lại tất cả cài đặt nhá. Các bạn bấm cho mình đặt lại tất cả cài đặt này. Đặt lại tất cả cài đặt. Các bạn đặt lại tất cả cài đặt này thì dữ liệu của chúng ta không bị ảnh hưởng gì nhá, vẫn còn nguyên nhá. Nếu mà các bạn nào sử dụng cái phiên bản iOS mới hơn đấy thì nó sẽ ở cái mục này nhá. Cài đặt này. Các bạn vào cho mình là cài đặt chung này. Rồi các bạn kéo xuống ở dưới đây nó có cái mục là chuyển hoặc đặt lại iPhone này. Sau đó là các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là đặt lại này. Đó, thì ở đây nó cũng có cái mục là đặt lại tất cả cài đặt nhá. Nếu mà các bạn chọn vào cái mục là xóa tất cả nội dung và cài đặt này thì nó sẽ xóa tất cả dữ liệu ở trên iPhone của chúng ta đi nhé. Đó, các bạn không nên chọn vào đây. Rồi mình sẽ chờ đợi chiếc iPhone của mình nó đang đặt lại tất cả cài đặt nhé, về cái mặc định ban đầu để coi xem có khắc phục được cái lỗi iPhone của mình không vào được mạng nhé. Rồi iPhone của mình đã khởi động lên rồi nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử coi sao nhé. Rồi bây giờ mình lại mở lại YouTube này. Đây các bạn để ý này, YouTube của mình vẫn không mở được nhá. Nếu mà không được như này thì các bạn sẽ cấu hình thủ công mạng di động Intel này cho mình nhá. Các bạn vào cài đặt cho mình này. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục là di động nhá. Các bạn chọn cho mình vào cái mục là đây, mạng dữ liệu di động này. Và ở đây thì mình sẽ nhìn vào cái mục là dữ liệu di động này nhá. Mình sẽ bấm vào là APL này. Mình sẽ điền cái APN ở đây là M3 này, trừ này, World này, World này. Đó, tên người dùng các bạn bấm cho mình là MMS này. Mật khẩu các bạn cũng bấm cho mình là MMS này. Đây thiết lập LTE này. APL này mình cũng sẽ điền là M3 trừ World này. Tên người dùng mình cũng sẽ bấm là MMS này. Mật khẩu mình cũng bấm là MMS này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử tắt dữ liệu di động đi, sau đó mình bật lại coi sao nhé. Bật lại này, mình sẽ thử vào mạng coi sao này. Mình sẽ thử khởi động lại iPhone nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử vào mạng coi sao nhé. Các bạn để ý này, vẫn không được này. Mình sẽ vào lại cài đặt này. Các bạn sẽ vào lại cho mình cái mục là di động này. Đây các bạn để ý cho mình nhá. Ở đây chúng ta không vào được mạng là các bạn để ý ở phía dưới đây này. Những cái mục mà sử dụng dữ liệu di động này nhá, các bạn để ý ở đây. Cái mục App Store này các bạn bật lên cho mình này. Đó, các bạn bật hết lên cho mình ở đây nhá. Ở đây các bạn đã tắt đi này. Các bạn bật hết lên cho mình này. Đó, nhất là cái mục là YouTube này. Rồi cái mục là Safari này vừa mình cũng đã bật lên rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử vào lại. Rồi mình sẽ thử khởi động lại iPhone của mình nhá.
Nãy đến giờ mình không để ý đến cái mục những cái ứng dụng mà sử dụng dữ liệu di động nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở lại YouTube coi sao này. Đó, mình sẽ bấm là cho phép này. Đây các bạn để ý này, mình đã vào được YouTube rồi nhé. Đó, mình đã mở được YouTube này, kể cả là Safari này. Đó, mình cũng đã vào được rồi nhá. Các bạn chú ý cho mình nhá, cái lỗi của chúng ta không vào được mạng ở đây, đây dữ liệu di động đây, là do chúng ta đã tắt những cái ứng dụng mà sử dụng dữ liệu di động này đi nhá. Do chúng ta đã nhỡ tay chúng ta tắt đi, thì bây giờ các bạn chỉ việc bật lại cho mình là ok nhá. Nếu mà không được, các bạn mới vào cho mình là mạng dữ liệu di động này, sau đó là các bạn điền giống như mình như vừa nãy này nhá. Chắc không phải là nguyên nhân là do như này đâu nhá. Mình sẽ thử xóa đi này. Đó, mình xóa hết những cái này đi nhá. Mình sẽ đưa về cái mặc định ban đầu. Rồi mình sẽ thử khởi động lại iPhone của mình coi sao nhá. Rồi, iPhone của mình đã khởi động lên. Bây giờ thì mình sẽ thử vào YouTube lại coi sao nhé. Đó, các bạn vẫn có thể vào được YouTube bình thường nhé. Như vậy, cái nguyên nhân chính mà các bạn không vào được mạng ở đây là do các bạn đã tắt đi. Đây nhé, mình sẽ vào lại này. Các bạn đã tắt những cái ứng dụng này truy cập mạng dữ liệu di động nhé. Thế nên là nó không vào được mạng. Đấy, vừa nãy là tắt như này này. Đó, thì bây giờ các bạn chỉ việc bấm cho mình là bật lên thôi. Đó là chúng ta đã có thể vào được mạng dữ liệu di động của cái sim Intel này rồi nhá. Ok, mình sẽ dừng cái video này tại đây. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái tình trạng iPhone của chúng ta không vào được mạng dữ liệu di động, mặc dù là sim của chúng ta đã đăng ký gói vào mạng rồi nhá. Nguyên nhân chính là do các bạn đã tắt những cái ứng dụng mà sử dụng dữ liệu di động đi nhá. Bây giờ các bạn chỉ việc bật lên là chúng ta có thể là vào được mạng nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.